Exeter 135, 5 số côn tay, thay nồi Thái Lan là tìm sửa xe Khánh. Đa lắp ráp nha anh em. Em coi nồi cũ bị mòn anh em ha. Mòn chạy tuột anh em ha. Thay bên bộ nồi mới nha anh em. Mới 100% anh em ha. Đây, bố nồi cũ bị chay, bị chai nha. Thấy đen thui. Xe chạy yếu hao xăng nha anh em. Chủ xe qua tiệm xe Khánh thay biên bộ nồi Thái nha anh em. Để làm nhẹ dần hơi. Anh em nào chạy 135 bị xe yếu, hao xăng máy kêu, cứ qua tiệm xe Khánh ha. Nhận làm nồi làm máy nâng cấp máy cho anh em. Thời gian làm nồi khoảng nửa tiếng nha anh em. Anh em tới địa chỉ 462-15, 32, phường 2, quận 10. Khánh nó nhận ráp cho anh em luôn. Còn anh em ở xa thì liên hệ Khánh ha, 0389910555. Khánh gửi hàng về cho anh em. Tôi nhận sơn xe dọn kiển luôn nha anh em. Đây chiếc Lexam đang dọn anh em ha. Yamaha Lexam. Anh em tới gần chỗ ngã tư Thành Thái 32 nha anh em, đi dưới cầu vượt ha. Kế bên hông có siêu thị Sài Gòn. Chạy vô hẻm 462 số nhà 15 là tiệm sửa xe Khánh. Chào tất cả anh em ha.